Trước đó, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2018, Nguyễn Trọng Dĩnh đã gây ra 5 vụ cắt trộm trên 200 mét dây cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Số dây cáp cắt trộm được, Dĩnh đem đốt lấy lõi đồng, bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Sau khi bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ và được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại, thì Dĩnh lại ngựa quen đường cũ. Ngày 8 tháng 7, Dĩnh xuống phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, cắt trộm trên 80 mét dây cáp viễn thông của VNPT. Tuy nhiên, khi đang mang số tàn vật vừa cắt trộm đi tiêu thụ, thì Dĩnh đã bị công an thị xã Buôn Hồ phát hiện bắt giữ. Được biết, Dĩnh từng có một tiền án 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.